không thể chỉ dạy. Bụt saranang chúng con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Dhammang saranang gacchami chúng con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sanghang saranang gacchami chúng con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Tutiyampi buddhang saranang gacchami chúng con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Tutiyampi dhammang saranang gacchami chúng con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Tutiyampi sanghang saranang gacchami chúng con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Tatiyampi buddhang saranang gacchami chúng con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Tatiyampi dhammang saranang gacchami chúng con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Tatiyampi sanghang saranang gacchami chúng con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Sarana kahanang pariponang phép về tam bảo chọn đủ cho các bấy nhiêu. Panati pata veramani sikhabadang samadhiyami con xin vâng giữ đi học là quy chánh xa sự sát sanh. Adinna dana veramani sikhabadang samadhiyami con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự trộm cắp. Kame sumicchacara viramani sikkhapadang samadhiyami con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự tà dâm. Musavada viramani sikkhapadang samadhiyami con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự nói dối. Sorame rajamaca pamadathana veramani sikkhapadang samadhiyami con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Amapante Panati pata veramani sikkhapadang samadhiyami là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinna dana veramani sikkhapadang samadhiyami chúng con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự chấp. Kame sumicchacara veramani sikkhapadang samadhiyami chúng con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musavada veramani sikkhapadang samadhiyami chúng con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Surame rayamacchappamadathana veramani sikkhapadang samadhiyami chúng con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Mani panchasikkhapadana satukang kacchakalang sammarakkhitappang chư thiện tín sau khi đã thọ trì tam vi và ngũ giới nơi tâm bảo được trong sạch đến trọn đời chẳng nên dễ vui. Sĩ lê na su ga tin gian sĩ lê na su ga tin gian tiếp các chúng cõi trời cũng nhờ giữ giới. Sĩ lê na phô ca sâm pa đa các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Sĩ lê na ni phô tin gian tiếp các chúng sanh được giải thoát đạo quả niết bàn cũng nhờ giữ giới. Tasma chỉ lăng vi so tạ dê bởi các cây nên chư quý vị đã tọa trì giới lực cho được trong sạch đừng để lâm nhờ. Sa đu sa đu sa đu lành thay. Dạ, con xin đại diện đạo tràng kính tri ân sư
Pháp Trang đã truyền tam quy và ngũ giới cho chúng con ạ. Dạ kính thưa đạo tràng, xin mời đạo tràng cùng con sám hối Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo ạ. Uttamange na vande hang padapam suvarumang putte yo kalito doso putto kamatutang mamang. Chúng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là Đấng Chí Tôn Chí Thánh. Các tội lỗi mà chúng con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho chúng con. Uttamange na vande hang dhamman ca duvidang varang dhammeyo kalito doso dhammo kamatutang mamang. Chúng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hàng pháp bảo là pháp học. Các tội lỗi mà chúng con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho chúng con. Uttamange na vande hang sanggan ca duvido tamang sanggeyo kalito doso sanggo kamatutang mamang. Chúng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà chúng con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho chúng con. Nam mô Bụt Đại Nam mô Tam Ma Giá Nam mô Sanh Ca Giá. Dạ một lần nữa con xin kính tri ân sư Pháp Trang đại diện đặt chư tăng truyền tâm quy và những giới cho chúng con ạ. Dạ con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh. Dạ con kính mời chị Nguyên Như. Nam mô Bụt Đại Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sanh Ca Giá. Dạ Nguyên Như con xin kính đảnh lễ Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Thanh vừa mới vào đạo tràng. Dạ con xin kính chào toàn thể quý vị Phật tử trong đạo tràng. Dạ bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin kính mời chư vị cùng với nguyên nhân lắng lòng thanh tịnh để thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha tu sam ma sam bu tha sa. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha tu sam ma sam bu tha sa. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha tu sam ma sam bu tha sa. Brahmacaloka thipati sahampati katanchali an thiwarang ajachatha santi thasantam parachang kachatika dese tu thammang anukam bimang bachang santham ma phê rinh vi nhà văn cha ca văn suốt tân cha bần thân a phi thầm mà chấm măng a cô ta dân tu cha tu san cha đần đần ba bố tha này dê Parisa ya manche evang saham pati brahma phagavantang ayachatha tuân hi pha quê na tăng bu tu ca ruôn nhé na thi hoa sa ya tan ha vô ta ya ba đê na mi ga da yang ta to ga to ban cha vang ya da yo nay ye a mang ba ye si tham ma to
tato ba phu ti sam bu tho u na tham ma de sa nang ma kha wa sa ni de se si san ta nang an tha sin tha kang te na sa tu a yo phan te de se tu ma de sa nang sambhajitha parisaya anukambam bikata we nắc mô bức thà giá, nắc mô thầm mà giá, nắc mô sang khai giá. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính thưa sư Pháp Thanh có thể thượng đàng để mà dạy cho chúng con bài học của ngày hôm nay bạch sư. Dạ, nguyên như xin dâng mít lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Kính chào tất cả quý tu nữ và quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học đến cái phần thứ ba của cái nhóm 4 là tứ như ý túc. Thì trong này nó có 4 pháp căn bản làm nền tảng để đưa đến những cái yếu tố thành công. 4 cái chi pháp này thì cái thứ nhất thì nó là dục như ý túc, hay là dục hay là chân đá. Chân đá là nó là cái sự ước muốn, ước nguyện, hoài bão, hay là nó còn có nghĩa là chí hướng. Chính cái chí hướng này nó tạo một cái động lực để thúc đẩy cho chúng ta trong cái việc học tập, nghiên cứu, thực hành. Thì phải có những cái khi mà chúng ta học, chúng ta làm một cái công việc nào đó thì chúng ta cũng phải có một cái ước mơ, một cái khao khát để hướng đến cái mục tiêu đạt được cái thành quả. Do đó, đó mà chúng ta phải đặt cho mình một cái hoài bão, một cái chí hướng trong cái vấn đề mà học tập hoặc là cái sự tu tập của chúng ta. Thì đây chính là cái điều kiện mà nó sẽ hướng đến, hay là ở đây là cái chí hướng chúng ta muốn học những cái điều gì, chúng ta hướng đến cái việc thực hành những cái pháp nào, chúng ta hướng đến sự thành tựu những cái gì qua cái sự nỗ lực thực hành của mình. Thì cái chân đá, cái dục á, thì nó nằm trong cái nhóm mà gọi là nhóm ý. Thì quý vị cũng thường nghe nói nó có nhiều cái, nó cũng gần đồng nghĩa với cái chân đá, như là mana, mano, hay là ý, là cái phần tinh thần. Chê là có ý định, có tác ý. Nó từ cái động từ là chê tá giá tí, nó là cái suy nghĩ, hiểu biết, cảm nhận, cảm thấy. Cái rồi cái chích tá, nó là phần tinh thần, tâm. Nam mát, nó thuộc về cái phần danh pháp. Thì cái nha ná nó cũng là hiểu biết, mà cái sanh nha nó là cái tưởng. Thì đây là một cái hoạt động của cái phần tinh thần. Nhưng mà cái chân đá đó là một cái sở hữu, sở hữu
trong cái nhóm gọi là sáu sở hữu biệt cảnh, nó nằm ở ở phần cuối cùng của cái nhóm sở hữu biệt cảnh. Thì ở đây nó có cái phân ra làm ba cái loại. Cái là tham dục. Tham dục mà nó là những cái gì? Nó những cái khát khao thụ hưởng duyên theo dục trần. Thì đây là nó một cái triền cái rất là nguy hiểm. Nó là một trong những cái hiểm họa của bất thiện. Rồi cái thứ hai là cái tác dục. Tác dục là cái ý muốn làm suông. Cái này thì nó không thiện, cũng không bất thiện. Thí dụ cái trường hợp khi mà chúng ta muốn thổi cái hoài nghi, khi mà chúng ta nãy giờ chúng ta ở trong cái hoài nghi ngồi lâu, bây giờ chúng ta cần phải thay đổi cái hoài nghi, thì cái hành động, cái tác ý và đưa đến hành động nó diễn ra. Nhưng mà cái muốn này nó không có thiện mà nó cũng không bất thiện. Rồi cái mà chúng ta học đây đó thuộc về pháp dục. Pháp dục là những cái chí hướng động lực để chúng ta cái thực hành các cái điều lợi ích tốt đẹp theo cái con đường chân chánh đó. Cho nên đó là chúng ta quan trọng về cái thực hành, cái ý muốn việc làm chánh, những cái điều lành, điều thiện đó. Thì nó là cái trạng thái của nó là gì? Nó thích dụng cảnh. Thành ra trong cái cảnh này đó, nó có những cái cảnh như là thiện hay là bất thiện, hay là vô ký, không thiện cũng không bất thiện. Rồi phận sự của nó là mong mỏi cảnh. Thí dụ như bây giờ cái người học sinh có cái hoài bão muốn đạt được cái thành quả, thí dụ như thi lấy bằng cấp tốt nghiệp chẳng hạn. Do đó đó, cái người này cố gắng nỗ lực mong mỏi để đạt được cái tấm bằng tốt nghiệp. Thành tựu của nó là cần dùng cảnh, tức là phải có một cái đối tượng mà để cái dục này nó hướng đến. Và cái nhân cận của nó là phải có cảnh đáng ước ao muốn được. Thành ra đó, cái dục này là một cái điều rất là quan trọng trong cái sự tu tập của chúng ta. Cho nên đó, là khi mà chúng ta học tập hay làm bất cứ một cái việc gì, chúng ta cũng phải có một cái nguyện vọng. Thì ở trong kinh quý vị cũng có nghe cái câu là sao? Nguyện vọng dẫn dắt người đi. Nếu mà một cái người Phật tử thì sẽ có cái nguyện vọng là học hỏi, thực hành những cái điều căn bản tốt đẹp, bố thí, trì giới, tu tiến. Cho nên đó, chính cái nguyện vọng này đó, nó mới hướng chúng ta đi tầm cầu, tìm kiếm. Thì chính cái nguyện vọng này nó sẽ là một cái người hướng đạo. Thành ra đó, khi mà chúng ta muốn biết về cái chí hướng của một cái người nào đó, thì sư thì hay hỏi những cái đứa cháu mình á. Lúc đứa cháu của sư nó chừng 7-8 tuổi rồi, thì sư mới hỏi thử nó chứ bây giờ cái ý của con á, mai mốt con học rồi con muốn đi học theo cái ngành gì, con muốn làm cái nghề gì. Thì nó trả lời rất là đơn giản.
nó nói con thích làm tài xế lái xe. Thì sư mới nói chứ tại sao mà không thích những cái nghề khác mà thích làm nghề tài xế lái xe. Nói chứ làm tài xế lái xe không có suy nghĩ. Thành ra đó, cái trí tuệ non nớt của nó đó, lúc đó là nó không có hoàn toàn bình đẳng, không có chi phối bởi cái tham muốn của đời sống xã hội đó. Thì nó nói một cái câu rất là thật lòng. Cái ý nó muốn vậy là nó nói vậy à, chứ nó không có so sánh là phải làm những cái ngành nghề cho cao rồi có tiền của rồi cho nhiều cái gì đó. Nó tự nhiên và chính vì cái hoài bão đó mà sự thật ra cuối cùng là nó cũng đạt được. Ảnh đi học cao đẳng giao thông vận tải rồi cuối cùng ảnh cũng lấy được cái bằng cấp. Rồi thì trong cái ngành của nó thì nghiên cứu về sửa chữa cơ khí về các loại động cơ xe hơi rồi đó. Nhưng mà sao cuối cùng anh cũng lấy cái bằng bằng tài xế. Dạ rồi cũng làm tài xế. Thành ra muốn biết một cái chí hướng của một con người đó, thì chúng ta phải hỏi quan sát cái ý muốn nó như thế nào. Nhưng mà đối với những cái đứa bé mà nó còn nhỏ đó, khoảng chừng 8-9 tuổi, 9-10 tuổi đó, thì cái suy nghĩ của nó rất là trong sáng. Nó không có pha những cái phiền não vô toan tính thế này thế khác. Cho nên là những cái hoài bão, những cái ý nó rất là tốt. Và chính vì những cái hoài bão này á, thì nó mới hướng cái người này đi đến cái mục tiêu mà người đó đã chọn. Cho nên á, là Đức Phật nói chúng ta phải có một cái hoài bão sống ở trên đời này. Mà nếu mà chúng ta đó không có cái ước muốn, không có hoài bão thì sao? Giống như mình sống không có mục đích. Giống như cái con thuyền mà nó trôi lên đên trên biển, không có hướng đến một cái mục đích nào hết. Thì cái đời sống nó loanh quanh, nó vô vị, nó không có đem đến cái kết quả, cái lợi ích. Cho nên đó, là trong đời sống, trong xã hội, trong những cái lĩnh vực nghề nghiệp, hay là cho đến cái học hỏi ở các cái tôn giáo, rồi trong cái việc thực hành giáo pháp mà là theo lời Đức Phật dạy, thì chúng ta phải gì? Phải có một cái chí hướng, một cái hoài bão. Thì cái dục ở đây đó là chúng ta xác định cái ý của mình. Bây giờ đó là mình xác định ở đây mình phải dựa trên cái khả năng điều kiện của bản thân mình đó. Chứ còn nếu mà chúng ta mà xác định nó quá cao, nó quá cao rồi chúng ta đeo đuổi thì nó cũng rất là khó, không? Nhưng mà biết tùy theo điều kiện bây giờ mình sẽ đạt được những cái môn học nào, đó, những cái môn học nào là cần thiết, và chúng ta từng phước bước thì chúng ta phải đạt được những cái mục tiêu như thế nào đó. Rồi từ đó chính cái này nó sẽ giúp ta hướng đến thực hiện cái hoài bão, cái mong ước của mình. Còn nếu mà trong đời sống mà cái người mà quý vị thấy được chăng hay chớ, không có ước muốn, không có hoài bão gì, thì cứ sao cứ chạy theo đuôi người khác, thấy người ta làm gì mình cũng làm theo cái đó, thấy người ta làm công việc gì chạy theo cái đó, thì cứ chạy lanh quanh. Còn khi mà chúng ta có được cái chí hướng, cái hoài bão rồi đó, thì
chúng ta cứ một mực chúng ta đi theo cái chí hướng, cái hoài bão đó thì sẽ đến thành công. Nhưng mà đó, quý vị biết rằng trong bất cứ một cái lĩnh vực nào, bất cứ một cái ngành nghề nào, trong cái học thuật hay là trong cái phương pháp tu tập nào đó, thì sao? Nó cũng phải có cái trở lực, những cái chướng ngại. Chính những cái trở lực, những cái chướng ngại này đó, là nó là cái sự thử thách. Nó sự thách cái ý chí của mình. Nếu mà ý chí dũng mãnh kiên cường thì sẽ vượt qua. Còn nếu mà cái ý chí mà không có kiên cường thì sao? Thì bỏ dở. Thành ra đó, trong đời sống có một cái điều mà nó tệ hại hơn là sự thất bại, tức là không dám thực hiện. Quý vị thấy rằng so với thiên nhiên thì cái sức lực của con người nó rất là nhỏ bé. Thành ra hồi đó sư học mà ông Pascal, ông nói một câu cũng rất là hay. Con người là một cây sậy, nhưng là cây sậy có suy nghĩ. So với thiên nhiên thì con người quá nhỏ bé. Nhưng mà nhờ cái gì? Nhờ cái chí hướng, cái hoài bão mà quý vị thấy rằng có khả năng, có khả năng con người có thể chống chọi với thiên nhiên, mặc dù là không thể chiến thắng, nhưng mà chúng ta cũng làm cho những cái tác hại của thiên nhiên nó giảm thiểu đi. Thì quý vị thấy rằng nếu mà chúng ta không có cái chí hướng, không có hoài bão để mà phát triển những cái công kỹ nghệ thì sao? Thì đến bây giờ mình cũng còn là sống như người tiệt sử, còn ăn lông ở lỗ, còn ở trong hang động, còn đi hái lượm, thấy không? Chính nhờ có những cái hoài bão để cho cái đời sống nó được tốt đẹp hơn, mà rồi chúng ta phát triển thành những cái cộng đồng xã hội, phát triển những cái công kỹ nghệ, những cái phương tiện giao thân, những cái y học, khoa học. Mà nếu mà những cái nhà bác học mà không có hoài bão thì làm sao mà bây giờ từ tuốt ở bên đây mà sư nói mà quý vị có thể nghe được. Chính nhờ những cái hoài bão này đó mà hướng đến những cái điều cao tốt đẹp hơn, để phục vụ cái đời sống. Nhưng mà sao? Chúng ta cần tránh những cái pháp bất thiện. Đó, cho nên cái dục nhục này nó là một cái chi pháp rất là quan trọng cho các cái vị mà Phật tử cũng như các cái vị hành giả. Nếu mà chúng ta chỉ đến chùa rồi làm những công việc công quả rồi kia nọ đó, mà chúng ta không tìm hiểu Phật pháp, không hiểu biết, không có sự nỗ lực, không có hoài bão để tìm hiểu cái pháp thiện, pháp bất thiện, thực hành những điều tốt đẹp, để tránh xa những cái điều không lợi ích, thì sao? Thì nó rất là uổng phí cho cái kiếp sống làm người. Cho nên là cái dục như ý túc này là để gì? Để chúng ta xác định cái nguyện vọng của mình, chúng ta xác định cái chí hướng, cái hoài bão, để từ đó mà chúng ta cứ đi đúng cái điều mà mình đã xác định. Trước khi chúng ta đặt cái hoài bão, cái chí hướng, thì cũng cần phải xem xét với trí tuệ, xem xét so sánh
rồi sau đó chúng ta mới xác định cái chí hướng, cái quả bảo của mình. À, chứ còn nếu mà chúng ta vội vàng, à, chúng ta không tư một cách cẩn trọng chân chánh, thì quý vị biết là hả, đã nói sao, sai một ly thì đi một dặm. À, nếu mà chúng ta à, mong muốn tu tập, thấy không? À, chúng ta muốn có cái sự nỗ lực tu tập, nhưng mà sao, à, chúng ta không có xác định à, đúng cái phương hướng ấy, thì sao, thì chúng ta đi lệch lạc thì nó rất là nguy hiểm. À, đó, cho nên ấy, cái vấn đề mà đặt cái chí hướng của mình đúng, nó cũng là một cái điều hết sức là quan trọng. Thì trong một bài kinh đó, Đức Phật có dạy chư tỳ khưu, quý vị thấy rằng cái sợi râu của cái hạt lúa mì đó, thì nó nhỏ xíu à. À, nó nhỏ xíu, nó mong manh lắm. À, nhưng mà Đức Phật nói nếu mà cái sợi râu của cái hạt lúa mì này mà đặt đúng hướng, à, nó có thể đâm thủng, làm chảy máu tài. À, thành ra đó, cái tâm của chúng ta cũng vậy. À, cái tâm của chúng ta đó, nó cũng rất là nhạy bén, mong manh. Nhưng mà nếu mà chúng ta đặt đúng hướng, thì cái tâm của chúng ta nó có một cái năng lực hùng mạnh. Và nếu mà chúng ta biết tập trung nội lực, trí tuệ, à, thì cái tâm đó, nó có khả năng phá vỡ, à, xuyên thủng cái màn vô minh. À, cho nên á, là trong cái mà dục như ý túc này, nó cũng là một cái à, chi pháp rất là quan trọng. À, thành ra đó, trong cái tứ nhị túc này, Đức Phật có nói nếu mà những người nào à, thực hành tròn đủ trọn vẹn các chi phần của tứ như ý túc này, có thể bay lên rờ mặt trăng. Thì quý vị biết rằng hồi xưa thì chưa có những cái phương tiện như là tên lửa, quả tiễn rồi như bây giờ. Những cái người mà hồi đó mà muốn rờ được mặt trăng á, thì sao? Phải có thần thông. À, mà muốn có thần thông á, thì phải thực hành các cái pháp thiền, các nền tảng pháp thiền hữu sắc, rồi phát triển những cái thần thông. Mà muốn đạt đến những cái tầng thiền thì phải có cái hoài bảo như dục cần tầm thẩm. Thì chính những cái pháp này đó, nó là một cái nền tảng rất quan trọng trong đời sống, cũng như trong sự học hỏi, cũng như sự thực hành của chúng ta. Đó, cho nên hôm nay thì chúng ta từng bước chúng ta học cái dục như ý túc, tức là cái chúng ta lập cái ý chí, cái hoài bão của mình trên cái xác định, trên cái bước đường mà tu học, để chúng ta từ đó chúng ta hướng đến cái mục tiêu chúng ta phải cần học những pháp nào, rồi chúng ta phải cần thực hành những cái pháp nào. Rồi từ cái phương hướng này đó, chúng ta đã vạch ra, từ đó chúng ta từng bước chúng ta sẽ tiến bước trên cái con đường nghiên cứu, học hỏi, rồi đi đến thực hành cái đời sống tu tập của mình ngay trong đời sống hiện tại này. Và chính cái dục như ý túc này nè, nó là một cái chi pháp nó tạo nhân, tạo duyên để trong những cái kiếp sống tương lai. Khi mà quý vị biết có những người cái hoài bão của họ trong cái đời sống hiện tại họ chưa thực hành xong, nhưng mà do cái duyên nghiệp đó, họ trục sanh lại làm người, thì sao? Họ sẽ tiếp tục họ thực hành cái hoài bảo đó tiếp tục nữa. Chính vì
cái hoài bão đó à, mà Bồ Tát đã nhiều đời nhiều kiếp, nhiều đời nhiều kiếp à, đi theo cái chí hướng, cái hoài bão để thực hành tròn đủ 30 pháp độ. Và cái chí hướng của Ngài hướng dẫn đến cái gì? Cái quả vị chánh đẳng chánh giác à, để giải thoát chính bản thân và giúp cho tất cả những chúng sanh hữu duyên cùng giải thoát à, cho nên á, cái dục như ý túc này nó rất là quan trọng à, chúng ta cần phải tìm hiểu và rồi với trí tuệ à, với điều kiện khả năng à, chúng ta xác định à, cái chí hướng, cái hoài bão của mình à, để chúng ta nỗ lực à, thực hành kè, đạt được cái mơ ước, cái hoài bão này à, thì à, à, qua cái sự tìm hiểu và những cái phần giảng dạy của chư tôn đức trưởng lão cũng như trong cái phần chú giải thì cũng xin có một ít hiểu biết, thì cũng xin giải thích chia sẻ với quý vị. Với phước báo này thì kính cầu mong chư tôn đức có thể ca nghe và kính chúc tất cả quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui à, và qua cái bài học hôm nay thì quý vị sẽ xác lập cho mình một cái chí hướng à, một cái hoài bão à, một cái nguyện vọng theo con đường chân chánh à, là pháp dục, thì để quý vị à, hướng đến đi cái trên cái con đường chân chánh đó đem đến cái lợi ích ngay trong đời sống hiện tại và tiếp tục thực hành ở những kiếp tương lai để đạt đến những cái hoài bão mơ ước à, chấm dứt sanh tử luân hồi. Cầu chúc tất cả quý vị nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bổn Thầy Giá. Và bây giờ xin cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận chia sẻ về cái đề tài ngày hôm nay. Nam mô Bổn Thầy Giá. Dạ, Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Thamaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Dạ, con kính chào đạo tràng và thưa sư, con có cái thắc mắc là khi sư nói về pháp dục á, thì con có cái thắc mắc như vậy. Tại con thấy có nhiều bạn đạo mà nhiều khi làm một cái việc thiện á, thưa sư, mà con nghĩ nó cũng nhỏ thôi, nhưng mà con thấy nguyện hơi nhiều. Có nhiều khi con thấy nguyện cũng một chuyện mà nguyện thêm 5-6 chuyện, thì con không có hiểu là trong đó nó có tham không, hay là cái đó gọi là tham dục. Nếu mà cái nguyện nó hướng về quả vô lậu thì con nghĩ thì nó là pháp dục, nhưng mà cũng thắc mắc là một việc mà mình nguyện đến 3-4 chuyện thì con không biết là nó có thuộc trong pháp dục không. Dạ, con kính trao mít lại cho sư giảng dạy, con kính trên sư. Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Thamaya, Nam mô Sanghaya. Thì quý vị thấy rằng mình phải phân biệt cái nào là những cái ước muốn mà nó hướng về cái điều lành điều thiện, còn những cái ước muốn nào đó mà nó ước muốn để mà đạt được những cái pháp của thế gian à, thì quý vị thấy rằng đa phần mà những cái người mà sơ cơ chùa đó thì người ta gì, cầu khấn gian sinh luôn à, người ta cũng có cái ý muốn là đi chùa cúng kiến làm phước gì đó, nhưng mà sao họ à, cầu xin cho con nó thi đậu, cầu xin cho gia đình con làm ăn phát đạt à, cầu xin cho trong gia đình con hạnh phúc, đủ thứ chuyện à, đó. Thành ra cái đó nó không phải là
nó không phải là pháp. À, còn cái mà chúng ta không có cầu sinh, nhưng mà cái chí hướng, cái hoài bão mình, bây giờ trong tuần này tôi phải học một cái đoạn ở trong 38 điều hạnh phúc. À, thí dụ như cái đoạn thứ nhất, à, tôi học cho thuộc, và sau khi học thuộc tôi thực hành. Đó, thì cái này nó mới là pháp dục. Còn mà cái ước muốn mà giàu sang, gia đình hạnh phúc, con cái rồi à, thi đậu thành đạt, cái nó chỉ là những cái dục của thế gian, à, nó của trần cảnh bên ngoài. Mà hả, cái trần cảnh thì sao, nó không phải là hoàn toàn là an lạc, mà nó sẽ có khổ đau. Tại vì sao? Để hả, mong cầu, à, mong cầu càng nhiều mà không được thì càng khổ, hả? Ước mơ nhiều mà được không bấy nhiêu, hả? Trời ơi, nếu mà cầu được ước thấy thì đâu có ai mà khóc lóc than gian. À, chính vì chỗ đó đó mà chúng ta phải hướng về cái pháp dục, tức là chúng ta bây giờ trong một tuần này đó, tôi ráng tôi thực hành một cái pháp nào đó. Ví dụ như bây giờ tôi ráng hổm ra ngồi thiền cho nó phóng tâm quá, cái tâm nó không có định được. Bây giờ ráng trong một giờ, cái tâm mình nó định được 5-10 phút, 20 phút gì đó. Đó, để cái tâm nó được an tịnh. Thì cái đó là cái ước muốn. Cái ước muốn này để cái nội tâm của chúng ta nó thoát ra khỏi những cái phiền não, để nó có sự an ổn. Chứ không phải mình ngồi bây giờ là ước mong là cho bây giờ tôi trong cái thời thiền này đó, cho cái trạng thái phỉ lạc, nó sanh khởi lên, cảm giác lân lân nhẹ nhàng này kia nọ, rồi cái sao có nhiều khi cái pháp nó không có đạt tới. Tại vì sao? Cái tâm vọng móng, cái tâm mong cầu mà tâm vọng móng mong cầu là tâm phiền não, mà cái phiền não thì làm sao mà cái tâm nó định được đó. Cho nên là sao, phỉ lạc nó không thể sanh. Mà khi mà cái mong cầu cái phỉ lạc nó sanh để được an ổn, nó không sanh là lúc đó là khổ rồi, thấy không? Đó, thành ra chúng ta phải phân biệt, phải phân biệt rõ giữa cái pháp dục, tức là những cái điều này mình tu tập, mình nỗ lực để mình đạt đến, nhưng mà không phải với mục đích để đeo đuổi, bám níu, dính mắc, thụ hưởng nó. Còn những cái kia đó thì họ gian gái cầu mong thực hành để họ đạt đến, thì nó là những cái pháp thế gian, nó thuộc về về những cái pháp thế gian, thì sao nó còn đi theo cái đau khổ. Vậy đó, thành ra chúng ta phải phân biệt, cái chuyện của người ta, ta nguyện gì đó là chuyện của người ta, mình không có cản là được đâu. Đêm nãy chuối lại cúng mình nguyện thôi, đủ thứ chuyện hết, làm được chưa được bao nhiêu mà cái nguyện đủ thứ chuyện trên đời hết. Đó, thành ra rồi sao, gian cầu khấn, gian xin, ước nguyện cho nhiều, rồi sao ngồi đó trong giờ không được mà buồn rầu khổ khóc than. Đó, thành ra chúng ta phải có trí tuệ phân biệt rạch ròi giữa những cái nào nó đem đến cái lợi ích, cái nào là cái pháp, còn cái nào nó là phi pháp, để chúng ta thực hành cho đúng, và xác định cái hoài bão, cái chí hướng mình nó đi đúng mục đích. Và xin giải đáp cái thắc mắc của cô Hà, và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tham Ma Ca, Nam mô Sang Kha Ca. Dạ, con xin kính tri ân sư Pháp Thanh đã trả lời câu hỏi cho chị Hà. Dạ, thưa quý vị, bây giờ là
cũng còn một ít thời gian nữa. Có vị nào có còn câu hỏi khác? Chị Nhung, dạ, Nguyên Như xin kính mời anh Mỹ ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Ca Giá. Dạ, con kính lễ quý quý sư, con kính lễ kính chào đạo tràng, dạ, kính thưa sư. Con cũng vẫn còn cái thắc mắc về cái tham dục và cái tác dục, lúc nào mà lúc nào nhận biết đó là tham dục, cái lúc nào nhận biết đó là tác dục. Ví dụ như nếu mà ngồi trên ghế lâu thì mình cần phải có nhúc nhích thì cái đó là tác dục. Nhưng mà lúc mà ngồi thiền đó sư, thì lúc đó thì mình có chí nguyện là ngồi một tiếng đồng hồ không có thay đổi cái chân. Nhưng mà rồi cái chân của mình nó, cái chân nó đau quá rồi, lúc mà hành giả mà hành đúng á, thì lúc đó cái chánh niệm á, thì cái chân nó đau thì nó không có ảnh hưởng đến cái tâm, cái tâm của họ không có bị nổi sân. Mà nếu mà cái niệm của họ không đủ mạnh á, thì cái đau á sẽ ảnh hưởng đến cái tâm của họ và cái tâm của họ bị nổi sân. Thế thì họ muốn thay đổi, thế thì họ muốn nhúc nhích cái chân để cho được an lạc. Vậy nếu mà họ nhúc nhích cái chân để cho được an lạc, vậy có đó có phải là tham dục không sư? Dạ, tại vì trước đó họ có nguyện là muốn ngồi một tiếng đồng hồ không có nhúc nhích, mà bây giờ họ bị đứt cái nguyện đó, vậy có phải cái đó là tham dục không sư? Dạ, kính chân sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Mình phải hiểu cái tác dục này đó là nó hoàn toàn không có cái phiền não hay là hoặc là ấy ở trong này. Nó chỉ đơn thuần nó là cái hành động thôi. Thí dụ như nãy sư nói là thí dụ bây giờ mình ngồi lâu bây giờ một hồi mình muốn thay đổi hoài nghi, mình đứng dậy, thì trong cái chuyển động, cái hành động của cái sự đứng này nè, nó không có thiện mà nó không có bất thiện. Rồi cái trường hợp mà một cái vị hành giả ngồi lâu, bây giờ nó đau, nó tê quá, cái tâm vị này bực bội, tức là sao? Sân, không có chấp nhận cái trạng thái khổ đau này, cho nên là muốn thay đổi đi. Thì cái muốn thay đổi hoài nghi này, cái hành động nó diễn ra đó, đó là của tham dục. Tại vì muốn trốn chạy cái sự khổ, lấy cái thay đổi trốn chạy cái sự khổ này, cho nên cái tác ý nó muốn thay đổi. Đó. Còn cái vị hành giả nếu với trí tuệ á, mình cũng thay đổi nhưng mà không có tham dục. Là sao? Bây giờ nãy giờ mình tinh tấn, mình quan sát rồi, nhưng mà cái sự tham nhẫn của mình đến đây là nó vừa đủ. Đó. Bây giờ cái điều này cần phải đổi. Thay đổi với cái tầm trí tuệ chứ không phải cái tầm sân hận. Rồi khi thấy cái tâm mình nó hoàn toàn nó hay biết chánh niệm tỉnh giác đầy đủ rõ ràng, thì chúng ta lấy cái hành động, cái chuyển động thay đổi cái chân để chúng ta làm cái đề mục, chúng ta quan sát những cái cảm thọ, những cái sự dịch chuyển chuyển động của cái chân, rồi những cái cảm thọ nó thay đổi như thế nào, mình hay biết quan sát từng chút từng chi tiết như vậy đó. Thì cái này mình quan sát với cái trí tuệ, nó là một cái đối tượng, nó là một cái đề mục, thì không có cái sự phiền não, sân hận, tham muốn ở trong này. Cho nên á, là cái đó nó thuộc về pháp dục. Mà
Khi mà chúng ta thay đổi trong cái phiền não, cái tâm bực bội sân hận, tâm muốn muốn cái này muốn cái khác, thì đó là tham dục. Thành ra đó cũng là một cái hành động, cũng là một cái hành động nó diễn ra. Nhưng nếu mà chúng ta hành động trong cái phiền não vô minh thì nó là tham dục, cũng một hành động nó diễn ra trong trí tuệ chánh niệm tỉnh giác thì nó là pháp dục. Hai cái nó khác nhau. Thành ra cái lằn ranh á, cái lằn ranh giữa cái pháp dục và cái tham dục nó rất là mong manh. Nếu mà chúng ta không quán sát, không khôn khéo trí tuệ thì sẽ đem đến cái điều tai hại dễ thôi đó. Thành ra đó, các cái vị thiền sư đó không có bắt buộc mình phải cố định, các ngài vẫn cho mình thay đổi, nhưng mà không có nên mà thay đổi nhiều quá, nghe không? Tại vì nếu mà nói mà cho thay đổi thì cứ thay đổi hoài, cho nên đó là khi mà chúng ta xét thấy cái sự kham nhẫn chịu đựng của mình á, nó đến đó nó vừa đủ. Tại vì khi mà chúng ta để mà cái tâm mình á, nó bực bội, nó khó chịu như vậy là hành nó không đúng pháp rồi, thấy không? Mà cái tâm mà tham muốn nó cũng không đúng pháp. Mà chúng ta quán sát, chúng ta hiểu biết, chúng ta thay đổi trong trí tuệ, hiểu biết, chánh niệm đầy đủ thì cái đó là đúng. Còn nếu mà thay đổi với cái bực bội, sân hận, tham muốn là sai, thì thôi. Thành ra chúng ta trong khi mà chúng ta thực hành thì phải biết như vậy để đem đến cái lợi ích tốt đẹp. Và chúc chủ nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy giá. Một bức thầy giá, dạ con xin kính tri ân sư đã trả lời câu hỏi cho anh Mỹ. Dạ, cũng như xin mời chị Oanh cầm mic ạ. Dạ, mô Phật. Con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, và con kính chào quý đạo hữu. Dạ, kính sư cho con hỏi một câu hỏi, nhưng mà nó không có phải trong cái bài học ngày hôm nay. Thì thưa sư, khi mà mỗi sáng con có xin giới thì có bữa thì xin ngũ giới, mà có bữa thì xin bát quan trai giới. Thì trong cái bát quan trai giới đó thì mình phải giữ hết 8 giới. Mà cái tình trạng của con đó bây giờ đó, là con còn có chữa bệnh và con có uống thuốc trong vòng 1 năm. Thì những cái thuốc mà nó uống đó, nó sẽ làm cho mình bị cồn cào bao tử, có thể là bị xuất huyết bao tử vì cái thuốc nó rất là mạnh. Mà trong cái 8 giới đó thì cái giới mà ăn sái giờ đó, nếu mà mình bị chữa bệnh mà mình phải uống thuốc, mà mình phải ăn cái giờ mà để mà mình uống thuốc á sư, thì nếu mà mình có thể mình không có giữ cái giới mà ăn sái giờ, không biết có được không, con cũng không biết nữa, nên con kính sư chỉ dạy cho con ạ. Dạ, con xin xuống mic. Dạ, con cảm ơn sư.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Kha Giá. Khi mà một cái vị Phật tử chúng ta hành gìn giữ cái giới, chúng ta phải biết mình gìn giữ cái giới với một cái đích để làm cái gì. Đó, rồi mình hành nó như thế nào. Đó, thì năm cái giới đầu này nó có khả năng đưa chúng ta vào khổ cảnh. Cho nên là năm cái giới đầu đó chúng ta phải nhất quyết phải gìn giữ cho được tốt đẹp, để chúng ta tránh xa những cái nhân xấu mà làm ảnh hưởng, có khả năng nó đưa mình đến những cái cảnh giới khổ đau. Còn ba cái giới sau này đó thì sao? Nó lôi cuốn mình nhiễm đắm trong cái dục lạc ngũ trần. Cho nên á là chúng ta phải hiểu cái mục đích của cái sự giữ giới này. Cho nên á, trong cái trường hợp mà bây giờ mình nguyện, nhưng mà bị gì cái bệnh chúng ta không thể nào giữ trọn vẹn, thì thôi bây giờ mình nguyện giữ năm giới. Nguyện mình giữ năm giới, mà giữ trọn năm giới thì nó tốt hơn là nguyện giữ tám giới. Tại vì á, quý vị đâu phải là những cái người mà có nhiều người họ hiểu sai lầm. Chứ không phải quý vị thấy rằng hồi thời Đức Phật, những cái vị mà hàng cư sĩ tại gia như là ông Cấp Cô Độc nè, Bà Quy Sắc Kha nè, những cái vị này á, người ta giữ giới năm giới rất là trong sạch trọn vẹn. Nếu mà có điều kiện người ta phát triển là giữ tám giới. Chứ Đức Phật không có bắt buộc ai hết. Tùy theo điều kiện của mình. Và ngay cả chính ở trong kinh á, đối với những cái vị tỳ kheo bệnh, Đức Phật cũng cho phép. Tại vì bây giờ á, cái mục đích là để ngăn ngừa những cái phiền não tham đắm ô nhiễm. Nhưng mà bây giờ cái người này bệnh, cái điều kiện nó bắt buộc phải cần. Thành ra đó, có nhiều khi sư nói trước khi mình sử dụng, trước khi mình dùng một cái, mình phải coi cái này nó cần hay là mình muốn, đúng không? Bây giờ á, nếu mà khi mà chúng ta dùng thuốc mà không có những cái chất nó cản trở bớt cái tác dụng của cái thuốc á, thì nó sẽ sanh ra cái bệnh khác. Chữa bệnh này mà nó lây qua, nó phát triển qua cái bệnh khác thì còn khổ nữa. Cho nên á, cái này là cái bắt buộc phải dùng. Thành ra đó, có thể mình không ăn cơm, nhưng mà mình có thể mình uống sữa nè, uống những cái nước bột nè, những cái loại bột gì đó, ngũ cốc rồi gì chẳng hạn. Đó, để gì? Để những cái này á, những cái chột này nè, nó có cái khả năng để giảm bớt những cái tác dụng của cái thuốc, để cái tâm mình á, cái thân mình nó an lạc. Thành ra đó, mình phải thấy rằng cái này dùng nó giống như là dùng thuốc. Thì quý vị thấy rằng cái thuốc bổ, mặc dù nó là thuốc bổ đó, nhưng mà đâu phải mình uống vô tội vạ được. Mình phải uống cũng đúng theo cái sự cần thiết, cái nhu cầu của cơ thể. Người nào cần cái loại nào cho nó phù hợp, để nó điều hòa, nó cân đồng tất cả những cái vật chất ở trong thân thể mình, thì nó sẽ đem đến cái lợi ích. Chứ không phải nói là sâm là bổ, tối ngày uống sâm hoài, không ăn không uống gì đâu cũng được, phải không? Thành ra đó, tất cả là vật chất
để đem đến sự cân bằng hài hòa, để chúng ta có điều kiện khỏe mạnh, thân có an thì cái tâm nó mới ổn. Mà thân an tâm ổn thì chúng ta mới học, mới tu được. Cho nên á, trong cái điều kiện mà bây giờ mình bệnh bắt buộc thì phải dùng một số những cái chất, ví dụ như sư nói uống sữa nè, hay là hoặc là nước trái cây nè, hay là hoặc là những cái loại bột gì đó để nó cản trở bớt những cái tác hại của thuốc. Thì như vậy thì mình đâu có phạm giới. Thành ra đó, cái Đức Phật nói là cái cố ý là phạm, thấy không? Đó, có trường hợp bây giờ đó, các cái loại mà thuốc tẩy thì thường thường thuốc tẩy người ta cũng làm thuốc những cái bát vị rồi gì đó, bát vị lục vị gì đó để bổ. Nhưng mà bây giờ bữa nay bác quan trai giới chiều đó bụng quá, thay vì ông thầy ông dặn dùng có một viên thôi, nhưng mà bây giờ đó bụng quá làm 4-5 viên thì quý vị thấy là phạm rồi. Còn nếu mà bây giờ mình thuốc thì cái liều lượng nó phải vừa phải đúng, thì mình dùng 1 viên thuốc, mà mình dùng 4-5 viên 5-6 viên cho nó no thì trở thành là vật thực đó. Cho nên á, chỉ cần mình quan sát cái tác ý của mình là biết mình phạm không phạm rồi. Thành ra chúng ta phải học pháp rồi phải hiểu làm chi pháp ở trong từng cái giới, để mình không có cái sự hoài nghi, không có sự lẫn lộn. Về sao mình phải quan sát cái tâm mình. Nếu mà cái tham muốn thì đó là phiền não, là phạm giới. Còn nếu mà chúng ta vì điều kiện bắt buộc chúng ta phải dùng thì cái này là nó không phạm, tại vì mình đâu cố ý đâu. Bây giờ theo chỉ dẫn của bác sĩ, chỉ dẫn bác sĩ biểu phải làm như vậy thì tôi làm, đâu phải ý của tôi đó, thấy không? Còn bây giờ đói bụng quá thôi làm bậy 5-6 viên thuốc tẩy cho nó đỡ đói. Thành ra hai cái tác ý nó khác nhau. Thành ra đó, chúng ta học để chúng ta hiểu biết phân biệt được khi nào mình phạm giới và khi nào không phạm giới. Thì hiểu như vậy. Còn bây giờ chỉ dẫn của bác sĩ kiểu ăn no rồi phải uống. Bây giờ thì mình leo theo lời chỉ dẫn của bác sĩ, mình theo cái ý của ông ta, nhưng mà đâu phải là mình muốn đâu, phải không? Đó, thành ra đó, để như vậy để chúng ta hiểu biết, để chúng ta không có sự phần dân hoài nghi. Còn nếu mà nhắm cái bữa đó đó mà sức khỏe chúng ta phải ấy như vậy thì tốt hơn là mình gìn giữ năm giới. Năm giới nó cũng đem đến cái lợi ích tốt đẹp vậy. Thì cũng xin giải đáp cái thắc mắc của cô Quỳnh, và chúc cô nhiều sức khỏe an vui, vượt qua những bệnh tật và cố gắng nỗ lực tu tập tốt đẹp. Nam mô Bụt Tha giá. Nam mô Bụt Tha giá, nam mô Tham ma giá, nam mô Sang ca giá. Con đảnh lễ chính tôn đức tăng, quý bà cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ kính thưa sư, nhân câu hỏi của anh Kevin mà cách đây khoảng vài phút đó sư, có liên quan đến về cái thay đổi ơn nghi lúc mà hành giả đã hành thiền đó sư. Thì trong cái trả lời của sư đã nhắc đến chánh niệm và tỉnh giác, con có nhớ là cái trong 37 phẩm trợ đạo cái mà cái phương pháp đầu tiên đó, sư có giảng về cái chánh niệm tỉnh giác đó sư. Sư có thể là ôn lại cho tụi con chút xíu. Thứ hai nữa là lúc mà cái chánh niệm tỉnh giác á, cái nhất thiết cái về là phải đi chung với nhau hay là có thể tách riêng, nếu chánh niệm mà không tỉnh giác đi kèm có được không sư? Xin sư giảng về điểm này. Thứ hai nữa là cái lúc mà thay đổi oai nghi trong lúc hành thiền đó sư, như vậy thì cái chức năng của cái chánh niệm là gì, và chức năng của tỉnh giác nó làm nó hỗ trợ cho nhau như thế nào trong một cái cử chỉ nhỏ nhặt nhất mà thay đổi trong lúc hành thiền đó sư?
Dạ dạ con nhờ sư dạy giải tỏa dùm những vấn đề này. Dạ mô Phật, cảm ơn sư. Dạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính lễ chư công đức chào tất cả quý Phật tử. Thì trong cái pháp hành thì hai cái chi pháp là cái niệm và tuệ hay là tỉnh giác thì nó luôn luôn nó phải đi song hành với nhau. À, tại vì á, nếu mà chúng ta niệm mà chúng ta không có hay biết ghi nhận tỉnh giác á, thì chúng ta ghi nhận cách thời hợp, chúng ta không phân biệt rõ được cái đối tượng, cái nào là danh, cái nào là sắc, mà khi mà cái niệm chúng ta đó rồi đi kèm với cái tỉnh giác thì chúng ta sẽ ghi nhận đối tượng một cách rõ ràng, đúng cái thực tánh của nó, mình biết phân biệt cái nào là danh, cái nào là sắc. Rồi khi mà chúng ta muốn thay đổi cái hoài nghi thì mình phải trước hết là mình phải xem xét lại cái nội tâm của mình trước cái đã. Tại sao muốn thay đổi? Tại vì mình muốn trốn chạy cái khổ, hay là cần phải thay đổi. Đó, cho nên á, mình thấy rằng nãy giờ mình cái thời gian mình hành và cái sự kham nhẫn nỗ lực của mình đến đây nó vừa phải, và đây là cái lúc mà cần phải thay đổi. Đó, thì lúc đó đó cái tỉnh giác của mình nó thấy giữa cái danh và cái sắc. Bây giờ cái tâm nó ghi nhận, nó biết những cái cảm thọ này đã đến mức rồi. Bây giờ cần phải có sự thay đổi. Nếu không á, mà nó quá sức chịu đựng nó thì sao? Nó trở thành sân hận, bực bội, nó phiền não. Đó, cho nên á, mình biết và chúng ta thay đổi để chúng ta thấy được cái gì? Cái tác ý. Cái tác ý này nó như thế nào mà? Nó thiện hay là bất thiện, nó tham muốn hay là trí tuệ. Đó, thì khéo tác ý ở chỗ là chúng ta, cái tác ý chúng ta với trí tuệ. Cho nên Đức Phật hay nhắc hãy khéo tác ý, là cái chỗ đó, chúng ta tác ý với hiểu biết, với trí tuệ. Còn nếu mà không khéo tác ý là sao? Tác ý trong cái phiền não. Đó, cho nên nếu mà chúng ta xét thấy rằng là bây giờ cái mức độ nó vừa phải thì chúng ta phải thay đổi, thấy không? Đâu phải mình nguyện mình ngồi một giờ. Nó có những cái diễn biến trong cơ thể mình nó bất thường lắm, thấy không? Đó, cái trường hợp bây giờ á, mình nguyện một giờ nhưng mà bữa nay á, mình ăn vật thực gì đó nó không phù hợp, nó ngồi khoảng chừng 20 phút rồi là bắt đầu nó có vấn đề ở trong cái bộ lương thực rồi. Đó, rồi sao bây giờ? Không lẽ gì mình ngồi mình nguyện ngồi một giờ mà giờ mình không giải quyết nó đâu có được. Cho nên á, là nếu mà nó có những cái tín hiệu lần thứ nhất, mình còn kham nhẫn mình quan sát được, lần thứ hai là coi chừng nha, lần thứ ba là phải nhanh chóng đi giải quyết cái vấn đề này đi. Không, thành ra đó mình phải biết, chứ không phải vì mình tham muốn mà mình bỏ dở cái sự tu tập. Nhưng cái nhu cầu của cơ thể do cái pháp nó phát sanh, bây giờ chúng ta phải giải quyết cái pháp này. Thành ra đó
có một cái lần đó trên thoát, cái vị thiền sinh mới hỏi thiền sư, dạ bạch ngày vậy chứ bây giờ đau bụng thì quán cái gì? Ông thiền sư nói chứ đau bụng thì phải lo đi giải quyết liền đi chợ đó mà quán cái gì đó. Thành ra đó chúng ta phải dùng trí tuệ, chúng ta biết cái điều kiện bây giờ nó là cái điều nào là cái điều cần thiết à, để mình giải quyết nó kịp thời à. Bây giờ nó đau quá rồi, đến cái mức độ này cần phải giải quyết, là mình thay đổi à, với cái hiểu biết, với trí tuệ à, chứ không phải mình cố chấp nữa. Không, bây giờ tôi nguyện bây giờ ngồi thiền một giờ, ngồi đúng một giờ đó, là cực đó à, quý vị nhớ Đức Phật dạy trung đạo mà à. Thành ra đó, khi mà chúng ta đừng bao giờ chắc cứng nhắc vào một cái vấn đề gì mà chúng ta uyển chuyển à, ngay thời điểm đó, ngay giây phút đó xét thấy những điều nào cần thiết để giải quyết cái vấn đề đó, các pháp đang sanh khởi đó thì chúng ta làm à, thì như vậy á, chúng ta làm giải quyết với trí tuệ à. Còn nếu mà chúng ta muốn à, là cái đó là sai rồi à, là không được, nó là phiền não à, cho nên á, mình tùy theo à, chúng ta không có một cái khuôn khổ, một cái quy tắc cứng nhắc, mà cái pháp của Đức Phật dạy nó là uyển chuyển à, xét thấy với chánh niệm tỉnh giác hiểu biết đầy đủ à, hiểu biết danh sắc à, rồi hiểu biết những cái thời điểm nào thích hợp để làm những cái việc nào cho nó phù hợp với cái điều kiện, với cái pháp nó đang diễn tiến thì chúng ta làm đó, thì như vậy đó thì sẽ đem đến cái lợi ích. Dạ, thì cũng xin giải đáp cái thắc mắc của chú Cận Sự Nam và dạ, chúc chú nhiều sức khỏe luôn. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Kha Giá. Và dạ, con một lần nữa kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng dạy câu hỏi cho huynh thính pháp, và dạ, con cũng mời kính tri ân huynh đã đặt câu hỏi cho cả đạo tràng cùng hiểu thêm về giáo pháp của Đức Bổn Sư. Và dạ, con bây giờ con thấy thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Bạch sư, con xin dâng mic lại cho sư ạ. À, Bhavatu sabba mangalam radhang tu sabba devata sabba bhutanu phavena sada suthi phavantu te. Bhavatu sabba mangalam radhang tu sabba devata sabba dhamma nu phavena sada suthi phavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh rơi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú, sa thú, sa thú. Và dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề hoa ta sanh ti vi hà ra hoa si ni thu bê kha rê bô thi kha rê ta hình ta hình. Ta tham ma da ne na pha văn tu bu chi ta so thân ca ron te ta vi ha ra mang da le. Thế ra cha man cha na wa ca cha phân ca wo sa ra mi ca da na pa ti u pa sa ca. Gamma cha de sa ni gamma cha isara samba na phu ta sukita pa wan tu te.
cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa san se da cha ta tha wo pa pa ti ka ni ya ni kang tham ma wa rang pa tin cha te sam be bi dung kha sa ka ron tu sang kha yang tha tu chi rang sa tang tham mo man tha ra cha pung ga la sang kho hô tu sa mắc gô wa an tha ya cha hi ta ya cha am he răng kha tu san tham mô sam bê bi tham ma cha no gu tinh sam ba bu nay ya ma tham ma ri yam ba we di tê y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hôn tu nha ta du y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hôn tu nha ta du y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hôn tu nha ta du ý đằng quá tá mê buồn nhằn à xá quá khá già quá hằng hồ tu quá nà gá tề cà lề. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm, trong ngày vị lai. Và Nguyên Như xin kính hẹn chư vị Phật tử trở lại Rumu Như Kỳ Viên vào ngày thứ ba, cũng là sáng thứ tư ở bên Việt Nam, và chúng ta lại học được những bài về 37 phẩm trời đạo với sư phụ Pháp Thanh. Và Nguyên Như con xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.